gia đình mình đi. Thank you. Dạ ngoại nha các bạn. You too. Vô cái khu vực chân núi này mình cái nhà nó giống ở Bao nhiêu siêu giống cái nhà vậy, màu trắng. Hôm nay họ đi đông quá. Hello bạn nghe. Thịt vô đi. Sườn. Sườn đại hàng hả? Sườn bò đại hàng, nhớ quên là sườn đại hàng. Barbecue. Hôm nay là thứ bảy. Cái chai sốt nằm ở đâu ấy anh? Mấy con mình rảnh rồi nó đi ra đây chơi. Chỗ này mát mẻ sạch sẽ các bạn. Bánh bao rồi, bánh bao tự chơi mình sướng quá ha. Trời ơi. Bánh bao ơi. Bánh bao làm gì đó bánh bao. Bánh bao ơi. Trời ơi, ngồi chơi mình đó hả. Có cái nhà này thì vui vô đó rồi ngồi chơi mình à. Tới đây là nó đâu có chưa biết ngồi. Ừ. Biết ngồi tự bò đi. Thì đó, thì trước mình lại đây lần nó chưa biết ngồi. Mà Nga thấy ngoan không? Ngoan. Nga là cười. Ừ. Nhưng mà chưa tới giờ quậy. Tới giờ cái là rồi bánh bao ăn trước phải không? Bánh bao ơi ăn gì đó con. Trời ơi coi kìa, mà Nga thấy nó ăn thấy mê không? Mấy người đi, mấy người đã thấy đi ngang thấy. Nay nắng đẹp quá, nhưng mà lạnh nha các bạn.
ngồi trong mát này là cái hơi lạnh, nó lạnh mát mát lạnh giống như là mình ở trong tủ lạnh vậy đó. Bà ngoại xem khi rồi xong rồi lấy trong dĩa nghe. Rồi chín rồi nè. Ôi, có cái miếng giấy này mà nướng nó sạch quá ha. Dạ. Giờ nướng cái heo với mực có phải chùi hay không con? Này nè, mới lấy cái em nè, chùi đây, chùi cho nó. Mực. Này heo, ướp nước sốt này nè. Sốt barbecue. Barbecue heo còn ở đó. Ủa mực mực nướng nữa. Nguyên con luôn hả? Đâu có khác hả? Anh không lấy thêm cái áo khác mặc vô cho nó đau ấy nha. Nghĩ mặc thêm cái áo khác. Kìa nó bóc kìa, nó bóc kìa anh. Chỗ đó không chịu bóc rồi thôi. Bạn nghe thấy nó ăn tự nhiên không? Tụi nó đâu mang mà ghép bà đó. Nó đâu có thèm mang ghép bà nó là nó mang ghép con rốt của mẹ nó đó chứ. Bà không, bà nghe nói thì đúng thôi. Bà bút thì coi, bà nghe nói đúng lắm mà. Cười đã dao rồi, cười đã dao rồi, ra đi. Ghép của ba là thường quá, mà ghép con rốt của mẹ mới là lạ đó. Ăn đi ba, thôi nó nguội. Ừ. Lại giờ mình cái đồ của mình hư hết luôn. Cái gì cũng đã dính hết rồi. Nó cũng chậm ghê á. Nó không bị khét ha. Thôi chấm rồi này ăn đi nè. Qua đây nha ba ơi. Qua đây nè, ba nó ngủ rồi quên đem chín rồi. Chín lại. Hả? Bánh bao. Bánh cơm. Trời ơi, cái thức ăn của nó nè. Cái gì cơm mà. Em thử đưa cho em một chút. Tôm hay gì nữa đó. À, cá hồi nướng. Trời ơi. Với cơm. Thành phần cũng ngon quá. Mà tại vì để trong đây cho nó ấm. Nhỏ nó dễ thương quá hả? Người gì? Đây đây nóng, đây lạnh hả? Vô mực các bạn.
ơi, nổ. Tới chưa bà nội, dám phải tới chưa? Tới lâu rồi, tới có không có
Có cái sườn ra hàng nữa, ngon lắm các bạn. Ở bên mình cũng có nhưng mà ở bên mình mắc. Tôm con gì vậy? Có gì vậy? Nó chui ra mà nó chui không được. Rồi tiếp tục vô rồi. Đâu rồi? Mấy bà đâu rồi? Kìa, chui ra. Bỏ nó đây chơi nè. Bỏ nó đây. Bà ơi. Đó, nó muốn trùng ra đó. Nó trùng ra không được á. Rồi, bây giờ mình về các bạn ơi. Hôm nay mình đi dã ngoại ở đây. Lạnh quá. Bây giờ mình chào các bạn nha, mình tạm kết thúc video tại đây nha các bạn. Giờ mình về. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào các bạn nha. Các bạn thấy thích cái video này các bạn nhớ subscribe và like, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Rất cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.